Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 đã khiến cho hơn 1.500 trẻ em ở riêng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trẻ mồ côi. Và đây là điều khiến cho dư luận cả nước vô cùng đau xót và thương cảm. Những lời kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng, những chính sách hỗ trợ ban đầu từ nhà nước cũng đã bắt đầu được triển khai. Và để góp thêm vào những nỗ lực đó, vào ngày hôm qua ngày 16 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình công bố sẽ thành lập một trường nội trú và chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ vì dịch Covid-19 đến khi khôn lớn. Theo đó, ông Trương Gia Bình cho biết việc thành lập trường phần nào được lấy ý tưởng từ thời thơ ấu của bản thân và với vai trò tập đoàn lớn hàng đầu, FPT muốn nhận các em, giúp đỡ các em trở thành những người có ích cho xã hội, FPT là công ty mạnh về công nghệ, lại có đội ngũ đông đảo 4 vạn người. Đây là việc nên làm và có thể làm. Ông Trương Gia Bình cũng cho biết, cam kết nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong vòng 20 năm tới, chi phí mỗi năm 80 tỷ đồng. Cam kết giúp các em học tập theo chương trình phổ thông, đại học FPT và học lên cao hơn nếu có nguyện vọng. Trong quá trình đào tạo đó, muốn giúp các em phát huy mọi khả năng của mình. Về địa điểm xây trường, trước mắt FPT Đà Nẵng là nơi có thể đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12 và cả đại học. Đầy đủ cơ sở vật chất không chỉ học mà còn ăn ở. Trường học được xây dựng theo quy uh, mô là thiếu sinh quân và đây là mô hình giúp các em hòa đồng với các bạn, rèn luyện kỷ luật, dành nhiều thời gian để học hành phát triển và trở thành những người có tài quay lại phục vụ cho quê hương đất nước. Theo một bảng xếp hạng không chính thức, thì Chủ tịch FPT Trương Gia Bình hiện là người giàu thứ 24 trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá trị cổ phiếu ước tính là 4.500 tỷ đồng.